là lượng từ đầu năm nay là dịch không có hết được. Không hết được đâu, sợ tới năm sau luôn á. À, đúng rồi. Cái dịch càng ngày nó càng nó kháng thể kháng gì á, nó biến đổi á, càng ngày càng khó chịu. Sao lại càng lây nhanh? Nhà bây giờ bị không có nhiều nhưng mà nó không có cho thuốc trị. Cho nên mình vẫn sợ. Là lâu chết vậy em hay gì đâu. Bố quýnh lên hạng kim cương. Giờ lên có nút rồi. Thế anh quýnh xù là mấy trận. Sáng giờ cùng lấy đồ tụi mới giờ không? Có hôm qua dọn đồ đó. Bữa hôm qua hơn kia dọn đồ. Cái ông đứng ở trên không nhìn xuống kỳ vậy. Vì anh nói là chủ là C5 năm thứ hai thì xem tình hình kinh doanh như nào, nếu mà tốt thì anh làm tiếp, không thì cho em cái tiền về bắt trước tháng đâu hai tuần tháng đó không mất bất nhiều giờ đồ thay bằng trong đi đi đồ thôi bằng trong thì từ ba cái tên đi từ lấy trừ tiền bạc thôi thì để mình vô. Ừ nghe. Chờ chút anh gọi chưa được. Gọi xong trả lời cho nha. Bình chèn anh phải ừ, chào ông sĩ, chào mấy cái công ty địa ốc mà cũng quen nhiều cũng chút rắp kèo mình trang xém đầu rồi mà bình chỉ tăng giá lên 3-4 tỷ. Em cũng quen bên Nguyên cũng làm đáo hạn ngân hàng. Ông Bình có tiền chưa liều. Ông mượn mượn cho lên 18 tỷ rồi. Tại vì nó dễ hơn mới chấm thôi. Tại vì bà Huyền biết nhà ông Bình kia các anh qua mấy lần chơi rồi mà. Nhà ông giàu lắm. Cái giàu là giàu của bà ông chứ không phải của ông. Ông của gia đình. Nếu ông đưa đất đai nhiều quá. Rồi ông không có vợ con, vợ con đi mua con ở đây ông đó là 18 tỷ riêng một tháng 300 là 400 500 triệu rồi đây không cho em giống ông mới lẻ đâu có xì luôn chứ mới lẻ xì bắt cục như các cái bình hết nó lẻ chờ lâu á. Chờ lâu thì lại họ không bán lẻ là một lô không có lẻ cho anh hay là nếu mà nó lẻ thì ông sẽ sang tên lẻ cho anh, còn nếu mà nó sỉ thì ông sẽ sang tên lời cho anh. Ném nhau không mà như là nếu nó sỉ thì ông tiền lời thì đâu đi trăm thì ông được 100 triệu thôi, được vay đi vay mình thôi. Ông cần ở nhà của em là nhậu chứ bà Huyền chúc tết bà chúc tết mùng 9/30 mà Huyền gọi anh nói vợ ở xỉn như nào là sao mày cũng gom tu mà lại ở đây mình nhiều sao luôn nữa chưa nữa bà Huyền đâu có đấu tiền đâu lúc chồng thôi cứ đầu tư lượng bà Huyền lấy like thôi cho Huyền đâu giàu bà Huyền không like gì nữa ai giữ thôi. Bà Huyền cũng có tiền đó nhưng mà cũng không có nói. Bà Huyền trong tay tầm có 20 triệu lại thôi. Chứ không phải là hơn như đó. Hiểu không?
nghĩ vì sao cái người mà làm như là mày giờ là mình còn phải quen con gái nó cũng quá trình cho nên nhiều người nhìn thấy mình hiểu thấy mua nhiều nhiều là giàu ra tiền nó đâu mượn không mượn không thì lãi không cho nên người ta phải khi mà mượn tiền lãi phải bán nhanh rút nhanh thì quanh quanh lời là phải gì hồ sơ thế này thế nọ rất rối còn nhiều đó đó hàng đó hàng mày trả thanh toán tiền mà mày không được thanh toán á là ngân hàng rất là sức cao lắm cho nên ra cái ngoài đây á thì phải những người đưa đó giấy tờ lên đây làm đó hàng làm thấp hơn ngân hàng tí ngày cái thế thế cái mạng ông ơi mình dắt lên bao nhiêu lần người ta mới dám chơi chứ giờ mày nhận bình ba mẹ bình khó nha cái luôn tạm nhìn 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 các ông bình là học bình đấy ông đi xe lắm tại xe có hai chỗ mà nghèo đi bèo biết chứ mình có tiền đâu xe đó tiền đi xe ở bảy chỗ rồi xe đó Lexus gì đó có đẳng cấp đúng không đâu trăm triệu nhiêu vì vậy ổn có đâu em mặc đó mặc cái nào em lên em lên tí mà ăn Tết xong ai cũng mặc chứ sao tới là mẹ đi đâu rồi mình ổn nhà ba ngày mấy ngày đó tặng mình cấp nhà mình toàn ổn mình bỏ bên ngoài sao lẹ anh không được để Tết người ta mua 7.000 con bê nướng quay rủ bạn bè lại ăn chung cho vui ai biểu ăn mình ăn cũng ngon cứ ngàn con cù nướng rủ bạn bè lại đông đông bây giờ hết mùng rồi nè cách ly không sao hết đó, trong Tết cách ly xui lắm thì hết mùng rồi cứ làm việc gặp người kia không sao đúng không mày đi Bình Tân thắng em chia sẻ với thầy thôi chia sẻ với thầy tự nhiên mình đã làm cái ốc thì phần người khác làm xong mình làm cái ốc lại tức là em phải xác định được cái tại sao mình làm cái ốc không giúp mình có cơ hội gặp nhiều người giàu nè giàu nè em sẽ có cái chiến lược được đi lâu dài đó thì khi mà trong một cái chơi đời mà thì mình đã thay đổi chiến thuật chứ không một chiến lược thì chiến lược là đường đi đủ dài nên nhờ rồi đó sắp có thời gian nè bất cơ quen nè còn đẹp thì giới hạn nó không đi đâu đâu tại vì em làm nghề nào bất cứ nghề nào nó cũng có cái khó của nó và khi bị khó rồi đó, thành công cái hơn sẽ đi tiếp học tới cho nên khi em có thể đổi nghề nó nguy hiểm lắm tại bây giờ này em thích bây giờ mình còn mình thích đi chưa làm giàu chưa hơn đúng không thì bỏ đi khác mà làm đất luôn 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 mà làm đất luô
thì em thấy ở vừa là chuyên môn hàng mình lên, khách hàng mình lên, khách hàng mình lên là mình sẽ vượt qua được. Còn mà em mà chút chút mà thay đổi chiến lược là khó giọng chỉ đó cái đó tại đầu xưa anh cũng ở làm nó bố sạn anh nghỉ nghỉ cả 6 tháng trời làm cái cưới á, thì làm được 10 trên 10 triệu á, 10 trên 10 50 triệu, mà mình thấy không hợp, làm không có giàu nhanh được, không đầu tư thoải mái mà làm mà liên tục, cho nên phải xác định lớn là không được như mà như nào, không dù cho dù nó khó khăn như nào mình phải đi được đó, đúng không? Là mình thay đổi chiến thuật thôi. Còn chiến thuật là thay đổi chứ đừng có thay đổi về cái chiến lược, chiến lược quan là đất thôi đó, đất xong rồi vùng, bây giờ vùng thì mình vùng khu đông thôi, là Long Thành, Phú Quý và thì ở đất thôi đó thôi, đó là vậy. Định vậy, như anh bây giờ nếu mà sự thích khi nào mà nó mời anh về làm gì đó thì anh làm đó thôi, còn người khác không làm đó, thì từ từ mình sẽ làm nó chuyên mình lên đó. Còn mình thay đổi mà lúc cái này lúc kia, tại vì em mới làm lúc sản có 6-8 tháng, như khoảng 6 giờ, đúng không, 6 giờ là mới có 6 tháng, 2 tháng 8 tháng nấp đùm. Chứ là nó dập vào ông sùng trên rồi bù lại là mình có cái kinh nghiệm lên về sao được mà về để cái nhìn lên người ta nhìn không chứ má thôi, thấy tụi nó không có quyền đá, chưa có ai chết mình nhìn trong đây không thấy tụi nó đâu, biết tụi nó chứ anh phải đổi tích cho em, tại vì giờ dịch đó là ngày nào khó khăn trơn chung không có giảm, ngày nào khó ngày nào cũng nhớ nạn chứ đó. Bây giờ thấy có mấy công ty mình đất lên làm mộng. Bạn anh nào phải đất Bình Hòa á, nó cũng có mấy công ty bạn nhau lắm. Mình đi nó luôn bán không ở. Mày bán ở đất Long Thành với Phú Long á. Xuống mày Long Thành với không chưa? Anh làm cái đó làm đến 2025, khoảng 5 năm nữa là đồng rồi. Nó làm đường xá rồi đó. Đồng 2025 bắt đầu chính thức là đồng rồi. Còn 2025 nó đồng luôn đó, đồng hơn đường lai á. Đang làm á. Ờ đang làm rồi đó. 2025 nó mới xong một giai đoạn. Đầu năm là coi 2025 là xong một giai đoạn rồi. Giai đoạn thứ hai là 2030 2035 đến 2045 cái mỗi lần cái thành 10 năm, một nó chia làm hai khu, một khu đây là 3 một đường ba em thay đổi chiếc phòng không được cái kinh lực mang thuật là mình đánh thay đổi như anh đánh anh thay đổi là mình có thể thay đổi về vị trí sàn kia anh tin thấy không, nhưng mà về mảnh đất thì không thay đổi được, thì cái đó là cái định hướng mình, cái giá trị con người mình, chiến thuật mình á, mình cái đó mình bị kiên quyết bị yêu nghề nó bị khó nó mới được à, còn xíu mình nè mình bị độ nghề nữa là khó lắm. Thì nó cách đánh cách gì á, nó trong
kia là hết dịch kia giờ. Bán hai đất đi có tiền giật rồi cần gì cần lấy lấy bà rồi. Chứ xong chúng ta bị làm nghề mình nó không không có ổn định lắm, làm ti gì khoảng từ tối đa 5 năm thì đầu cũng thay đổi à. Hồi xưa làm dịch cầu là có 2-3 năm. Hồi xưa anh làm bên với vợ là hồi năm làm đất thành 3 năm rồi. Chồng là tiền ngoài có thôi chứ thay đổi nhanh lắm, thay đổi lại mà làm ti 4 triệu như đâu làm vậy, tôi làm được 3 triệu rồi. Ở chơi có đâu mở đây nè, cách đi hồi 2014-15 đâu 14 6 năm 3 triệu à. Giờ cũng vậy, bây giờ ông Lê Thành ông tác công tập quyền à, là lương cân bài quyền anh bạn làm cái em chơi. Mọi nhiếp nhiếp là giờ trong đó có quê không? Vị trí gì à? Vị quê hả? Lắc. Con mèo đây của bà bị bắt nó bả chửi quá trời. Con mèo cưng của bà á. Đập chồng bà vô chửi ác nữa. Ghê thiệt. Con mèo cưng của bà. Mèo đi nhỏ xíu. Con mèo ta hay là mèo kiển đâu. Chồng chồng bà cũng cứ giữ vô chửi mấy thằng đá gà mắc gì mắc chửi quá chưa sao biết tao bắt biết nhưng có đâu làm được gì mà có làm được rồi xin nó còn vô chơi đại sĩ không biết mẹ có thấy con lâm tôi anh ra không chưa biết bắt đâu tại vì có mấy nhà xưa nhà mình anh á là nó bắt nó bấy trên nhà mèo trên nhà bấy cái lồng bắt mèo xong rồi làm nó bấy trên nhà chứ không phải là bấy cái sống á xong rồi cho nó xô vô chứ không phải là chưa chắc gì ở dưới bắt đâu. Lột xôi lột luôn cho nó ngọt xong rồi vô xôi lột một cái nhanh nấu cháo có cái lồng to rồi nè. Thường mà em nuôi chó nuôi mèo cho nên mình không ăn cái thịt đó, cái thịt nào mà mình không ăn của anh á thịt chó nè là chó lão sĩ á nguyên chồng đúng rồi người bắt hai ăn thịt chó ba món quán chó mèo trời bà mua ăn hai là chồng luôn á. Hồi xưa lớp bảy có 6-7 ăn chó mà xong rồi đi sell cái ông ăn chó biết mà đi chưa xưa ăn chó thơm ngon thơm ngon chấm tô trời ơi đá không mà chó út út ngon ha. Em mới đang nhìn thấy mà thắng sợ lò
nhà người qua biết người nào có thứ người nào. Ăn xà lòn. Nó chùm nguyên cái cây lẫn hơi chim luôn. Có chim chậm hả? Ừ. Con cá kè màu xanh xanh thấy không? Ngay góc này nè. À, thấy cái thế à? Con đó con gì? Con đó là kỳ đà. Kỳ đà. Đúng rồi, hồi xưa nó thuộc về hẻm mà. Xưa muốn ra đây cái mấy cái ốc đảo. Chỉ đi quốc lộ ngoài vô đây thôi chứ đâu có đi được đâu. Em đi phà. Còn bánh phà qua đây là xưa đi phà qua đây là cứ đi cũng di chuyển bằng phà thôi. Đi phà. Chứ hồi xưa là đi phà thôi, lên đây nó chậm cái chuyện đâu có tàu xe qua thôi. Đây á. Ở đây lúc đầu á thằng pin á, pin nó vô lấy. Tại vì ở đây là cái thuộc thiên á, trong đảo á, xung quanh nó là sông đẹp lắm. Đẹp lắm. Bên đây sông Sài Gòn, bên đây là sông nhưng mà bên ở bên quận 12 á nó không bán, nó cần một pin bán cái mắc sao thì lộ cũng được cái pin nó mới vào chính á. Đầu mùa này đây sốt lắm tại vì tính đây đẹp hơn, đẹp nào gần thì gần đẹp. Ở đây trường học nhiều, với lại khu công nhân nữa. Ở đây quy hoạch là đất giáo dục, đất kiến trúc trời. Nhưng cuối cùng á là đang nghe đó, nghe là nó cũng ở đây nè, làm đây đúng nè, nhưng mà ở cuối cùng là bên quận 12 nó đi dời và lên riêng hết trơn rồi. Địa bàn á chuyện sợ chính của nó tại đó chưa. Đường lên riêng hay đúng không? Em biết được rồi. Từ nè xong rồi góc lộ ra gặp trái rồi lên riêng với lên Phương á. Chuyện sợ nó về bên đó rồi. Bên em bị trường Nguyễn Đức Thành nó học ở nó xây đây cái hả là nhà trọ đi quá trời luôn.